Ngọc Lan kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Thưa quý vị, Thái Lan đã cấm xăm hình Đức Phật cho du khách. Bộ Văn hóa Thái Lan nói rằng vì tính cách nhạy cảm sẽ cấm xăm hình Đức Phật hay hình ảnh liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo cho du khách nước ngoài đến thăm nước này. Bộ trưởng Niphip Intarasompat cho biết đã nhận được nhiều lời phàn nàn của dân chúng về việc các phòng xăm hình đã xăm những hình ảnh như vậy cho du khách không phải là Phật tử. Ông Bộ trưởng nói rằng người ngoại quốc coi những hình xăm là một thứ trang trí. Họ không nghĩ hoặc không biết về tín ngưỡng trong tôn giáo và có thể vô tình gây nên sự xúc phạm. Dân chúng Thái Lan đa số rất tôn sùng đạo Phật và ảnh tượng Đức Phật được coi là thiêng liêng. Nghệ thuật xăm mình cũng là một truyền thống rất được phổ biến trong xã hội cho đến ngày nay. Bộ Văn hóa Thái Lan đã thông báo cho các địa phương để khuyến cáo những phòng xăm mình. Tuy nhiên, chưa cấm vì chưa có luật, trong khi Bộ trưởng Niphip còn đang thúc đẩy ban hành đạo luật này. Liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì người kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ở trường đại học Yale vừa bị kết án 44 năm tù hôm thứ Sáu về tội giết một nữ sinh viên Annie Lê. Trước tòa thượng thẩm New Haven, Raymond Clark Tree, 26 tuổi, xin lỗi vì đã xiết cổ cô Annie Lê, 24 tuổi, rồi đem giấu xác cô trong hốc tường phòng thí nghiệm, đầu chúc ngược xuống đất. Clark đã nhận tội sát nhân và âm mưu tấn công tình dục hồi tháng 3 theo thỏa thuận trước với phía công tố. Một công tố viên nói rằng bằng chứng cho thấy Clark đã cố dựng lên một chứng cớ ngoại phạm bằng cách chùi dọn sạch sẽ phạm trường, ngay cả giấu tang chứng vào phía sau bức tường. Cũng theo lời của công viên công tố thì cô Annie đã bị gãy xương và đầu lót của cô bị xô lệch. Hơn nữa, nạn nhân chỉ cao có 4 feet 9 inch, nặng 90 pounds, trong khi bị cáo thì cao 5 feet 9 inch, nặng 190 pounds. Ông này nói rằng chứng cớ gồm tinh dịch của Clark và một cây bút mực tìm thấy bên dưới thi thể của cô Annie có dính máu của cô lẫn DNA của Clark. Annie Lê là sinh viên ngành tiến sĩ dược. Trong buổi lễ truy điệu cô, gia đình và bạn bè đã tưởng nhớ đến thành tích học vấn của cô, tính hài hước, lòng hoài bão, cùng tình yêu thương người chồng sắp cưới Jonathan Widnitsky. Cũng liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì đập thủy điện khổng lồ vùng Pacific Northwest hiện đang bị nước tràn bờ, trong khi các tiểu bang miền Tây chuẩn bị đối phó với trận lụt lớn sắp xảy ra trong vài tuần do hậu quả của băng tuyết trên các núi cao bắt đầu tan chảy. Tại Wyoming, vệ binh quốc gia đã tích tụ bao cát để sửa soạn chống lụt và giới chức liên bang so sánh tình trạng sắp xảy ra như một con bò điên trong chuồng để ngõ cửa sẽ nhào ra bất cứ lúc nào. Nước ở đập Grand Cloquet Dam đang được xả ra, nhường chỗ cho nước do tuyết tan đổ vào, dự trù sẽ gây ngập hồ. Nhiều nơi ở Utah đang bị nạn đất chùi, vài thị trấn ở Montana bị ngập lụt hồi tuần qua. Công binh Hoa Kỳ đã xả nước từ đập Fort Pitt Dam gây lụt lội ở hai tiểu bang Nam và Bắc Dakota. Thủ phủ California Sacramento là nơi có nguy cơ bị ngập lụt cao nhất tiểu bang do tuyết tan ở rặng Sierra Nevada dẫn về. Sở Khí tượng Quốc gia tuyên đoán năm nay sẽ là một trong 5 năm lụt lội hàng đầu trong lịch sử vùng Pacific Northwest, mà lần lớn nhất xảy ra vào năm 1997. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Jake Kevorkian được quen biết với biệt danh là bác sĩ tử thần do chủ trương trợ giúp bệnh nhân kết liễu cuộc sống của họ, đã qua đời hôm thứ Sáu, thọ 83 tuổi. Từ 2 tuần lễ qua, ông đã được đưa vào một bệnh viện tại Grand Rapids, Michigan vì những chứng bệnh ở thận và tim. Bác sĩ Kevorkian bắt đầu trợ giúp người ta tự tử từ năm 1990 và ít nhất đã thực hiện 130 trường hợp như vậy. Ông đã bị truy tố tội sát nhân 4 lần, 3 lần được tha bổng và 1 lần vụ xử được tuyên bố là sai. Năm 1999, thì bác sĩ Kevorkian bị kết tội giết người sau khi chích thuốc độc cho một bệnh nhân theo lời yêu cầu của đương sự. Và việc làm được thu băng video phát trên truyền hình. Ông đã lãnh án 25 năm, nhưng chỉ ở tù 8 năm thì được ân xá. Vì bác sĩ tử thần đã bị thâu bằng hành nghề y khoa, nhưng ông vẫn cương quyết giữ lập trường cho rằng giúp những người bệnh ở giai đoạn cuối không còn hy vọng sống sót để chấm dứt sự đau khổ của họ là việc làm hợp lý. Ít ngày sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, ông đã tuyên bố với các phóng viên rằng cái chết là một quyền tự nhiên mà tòa án Hoa Kỳ đã tước đoạt của các công dân.
Liên quan đến phần tin Việt Nam, thì khách Trung Quốc thiệt mạng, gia đình đòi Tàu Dình Ký bồi thường 6 tỷ đồng. Chiều ngày 2 tháng 6, Tàu Dình Ký đã gửi văn bản báo cáo với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương về việc đền bù cho các gia đình nạn nhân. Theo báo cáo, thì từ khi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu làm 16 người chết, các nạn nhân khác đã được Dình Ký hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng. Riêng trường hợp 4 nạn nhân người Trung Quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận bồi thường, dù hai bên đã nhiều lần bàn bạc, thương lượng. Chủ nhân Tàu Dình Ký là ông Châu Hoàng Tâm, nói phía ông đã chủ động đề nghị bồi thường 68.200 đô la đầu tiên cho 4 nạn nhân trên và chuyển tiền làm hai đợt. Trong đó 40.000 đô la là chi phí chuyển thi thể các nạn nhân về nước, số còn lại là chi phí đi lại và hỗ trợ tinh thần cho người thân của các nạn nhân. Tuy nhiên, khi đại diện Tàu Dình Ký mang tiền đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn, thì gia đình các nạn nhân đã không nhận mà đề nghị phải bồi thường thêm về thiệt hại tinh thần và nhân mạng là 60.000 đô la cho mỗi nạn nhân, nâng tổng số tiền bồi thường lên là 308.200 đô la, tức hơn 6 tỷ đồng Việt Nam. Cuối cùng là tin trưởng ban Việt ngữ BBC được thăng chức phụ trách vùng Đông Á. Ông Nguyễn Giang, trưởng ban Việt ngữ đài BBC, được bổ nhiệm làm trưởng biên tập toàn bộ khối Đông Á cho hệ thống BBC World Service và trở thành người Việt Nam có chức vụ cao nhất trong BBC, theo tin từ Tòa đại sứ Anh tại Hà Nội loan báo. Ông Nguyễn Giang sẽ đóng vai trò hàng đầu trong công tác đưa tin của BBC về các sự kiện xảy ra trong vùng. Ông sẽ phụ trách các ban tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia và chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các ban này sẽ làm việc chặt chẽ với nhau và với các văn phòng ở ngoại quốc. Ông Nguyễn Giang làm việc tại BBC từ năm 1999 và là trưởng ban Việt ngữ đài BBC từ năm 2002 tới nay. Trước đó, ông làm việc cho đài AFI ở Pháp và từ năm 1995 tới năm 1999, ông có bằng thạc sĩ luật tại Ba Lan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.